cần. Tạt cái gì ông đi, ông đâm một chân tôi, ông lại bảo là tạt ra. Cái gì, tao đang đi song song nên mới tạt ra, không bảo chân mày. Ông hâm mà ông. Mẹ tôi đi, tôi có cam mà tôi nhìn thấy tôi không thể tạt được. Mình vừa nhìn thấy có một em gái ở đứng ở bên đường kia. Bây giờ quay lại hỏi thử xem mà em có đi không nhá. Xe không chị ơi? Chị chờ xe đi đâu à? Xe buýt à? Ờ, chị lên Hà Nội đi đâu? Dạ? Đi lên Hà Nội em lấy rẻ bằng xe buýt thôi. Đéo tin. Tiền đường. Em lấy rẻ bằng xe buýt thôi mà. Đéo. Đéo và đéo. Màn gạ kèo không thành công các bạn ạ. Quyết tâm vẫn đi xe buýt. Mình là thật mà. Mình gọi là đưa lên để đi nói chuyện là bạn bè đi cho nó đỡ chán thôi. Em cứ tưởng mình nói đùa. Vãi cần lúa. Lấy bằng xe buýt mà không đi các bạn ạ. Từ đây là lộ xa đấy. Nếu mà các bạn nếu mà đi xe buýt ý, thì nó rơi vào khoảng mười mấy đến 20.000 đấy. Cũng không ít đâu. Đây là mình xe máy này, mình tiện đường thì mình đi thì mình lấy nên gọi là vừa đi vừa nói chuyện thôi để cho nó đỡ buồn thôi. Nhưng mà các bạn ấy là sợ hay sao ấy, thấy camera của mình ấy sao ấy sợ, không dám đi. Giờ mình sẽ vào Google Mura này xem trong này có người không các bạn nhé. Mọi lần mình đi buổi sáng ấy, thì ở trong Google Mura này rất nhiều khách đi cơ, nhưng mà buổi chiều này thì mình cũng chưa thử hôm nào. Vào thử đây xem là nó có người ta đi không. À dạ. Thần thái vãi. Thần thái vãi các bạn ạ. Đâu vậy? Bình thường ở trong khu này mình đi là rất nhiều quốc bay đấy các bạn ạ. Đấy cũng có Grab ở trong này chờ này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cũng có Grab đấy. Nhưng mà buổi chiều này thì mình chưa chạy thử ở đây bao giờ. Hay là đi quá chuyên phút. Đúng rồi, đúng chuyên phút rồi. Chạy chuyển đây anh. Có quốc xe không? À thế à? Em từ nhà đi mà bây giờ chưa được cốc xe nào đây. Từ nhà đi sang đây mà chưa được cốc xe, phải đi đâu à? Em đang khu dưới Văn Giang lên. Nó chạy đi từ nhà lên đây gặp mấy khách ngoài gạ nhưng mà không được. Đầu tư gớm nhỉ? Cam à? Vâng. Em làm video về chạy Grab này. Grab á? Vâng. Làm đấy à? YouTuber à? Vâng, YouTuber. Cách nào đăng ký nào? Huy Bình Vlog. À? Dạ. Nhiều video chưa? Video thì em ra nhiều rồi. Nhưng mà cái nội dung về cái chạy cái này thì em mới ra được khoảng tầm 3-4 cái video thôi. Ngày trước thì em toàn làm về nội dung khác. Không phải nội dung về... Huy Bình có biết hoa không? Không, anh cứ đánh Huy Bình nó ra luôn. Để cho vay được cốc xe này. Chung cư The One có 28.000 thôi anh ạ. Đâu 28.000 đi bến xe nước ngầm. Thế thôi, bây giờ từ xe nước ngầm cũng được đấy. Đến bến xe nước ngầm cũng được. Thôi để điện cho khách cái đã. Gọi cho khách cái đã. The One là tòa này đúng không nhỉ? Alo chị ơi, chị đứng ở sảnh tòa The One phải không ạ? Đúng rồi, em đứng cổng ra hay cổng vào đấy? Em đứng ở cổng The One mà có chỗ có cái bãi xe á chị. Đằng sau có cái xe á? Đằng sau ấy ạ? Sao á, em đứng lên đằng trước mà còn có cái chỗ, cái cổng mà có cái chỗ khóa vàng ấy. Ok chị, vâng, để em vòng đằng trước vậy chị nhá, chị chờ em nhá, vâng chào chị.
Ok, chào bác nhá, em đi trước đây. Đừng có 28.000 được, nói chung là tiền xăng đi được đồng nào hay đồng đấy. Ok, đã có khách rồi. Hoa vàng vàng à? Đâu nhỉ? Pizza Hut. Đấy, sảnh này sảnh sau mà, không phải mặt trước đâu. Pizza giao tại nhà. Đây, lấy mụ cho khách. Pin hình như không có pin. Hết pin. Đồ đạc hơi lỉnh kỉnh tí. Thực ra là hôm trước mình có cái tai nghe Bluetooth rồi. Thế nhưng mà các bạn ạ, đeo vào cái mũ bảo hiểm này ý, tai nghe Bluetooth nó không đeo mà nó bị đau tai lắm. Nên là mình không đeo. Mình chuyển sang cái tai nghe dây này mình đeo tạm. Mấy bữa nữa để kiếm cái tai nghe nút đầu ấy để dùng. Hiện tại bây giờ thì thôi chịu khó dùng dây vậy. Có Bluetooth đây nhưng mà đeo vào nó cái mũ bảo hiểm to là sẽ bị cậy nên mà nó kẹo tai mình đau lắm. Không chịu được. Không biết là sắp xuống chưa. Đây có phải không? À đây rồi, khi đây rồi. Khả năng cao đây rồi. Chị đi bến xe nước ngầm phải không ạ? Đúng rồi đấy. Em chỉ ở cái bãi có bãi đỗ xe này. Thế chị để bảo đằng trước thì em lại vòng đằng trước nhưng không thấy. Ok. Đón khách. Vâng. Nếu nặng thì để ở trước em để cho. Ok. Giày tây, quần bò, mặc lịch sự, kia xin tiền. Hay thật đấy. Kia đúng không ạ? Chị xuống cái biển xe buýt kia đúng không ạ? Vâng, ok chị. Ok, trả lời. Chào chị ạ. À? Dạ. Cuốc này là chị khách chị thanh toán bằng GrabPay các bạn ạ. Đấy, cuốc này là khách 28.000 là chị thanh toán bằng GrabPay nên là ok. Đứng có xe đầu tiên rồi anh em. 27.000 còn 19.600. Vẫn là được, coi được không? Được cuốc nào hay cuốc đấy. Ok, lại nổ rồi. GrabPay 53.000. Ui trời ơi, đi tận Ngọc Lâm các bạn ạ. Sao thế? Ngọc Lâm Long Biên ấy. Điều cho khách cái nào. Alo. Alo chị Nga phải không ạ? À chị ở đúng không? Chị xuống dưới luôn nhá. Em đang ở chỗ đầu. Vâng. Thấy giọng con gái các bạn ạ, cũng nhẹ nhàng đấy. Được. Nhưng mà tiếp một cái là phải đi Gia Lâm các bạn ạ. Rồi. Ok. Rồi chờ đây được vậy. Đến nơi. Đây, chị đây. Chị đi Ngọc Lâm đúng không nhỉ? Em gửi chị nhá. Em đi nhá.
chuẩn bị đến mùa hoa sữa rồi. Đằng đầu này nó có chỗ rẽ vào luôn chị nhỉ? Chỗ đầu ấy. Đến nơi rồi, mi bike. Ok. Xem được mấy cuốc nào? 4 cuốc xe. Ok, đi đâu ạ? Lắm chốt thế. Trời ơi. Chạy đi nào, một lần hai tay lại rồi nào. Chắc chạy rồi. Chạy chốt. Chạy chốt. Việc gì phải chạy chốt nhờ các bạn nhỉ? Đi mà công an họ có bắt ra thôi, cùng lắm là quay lộp phạt thôi. Tự nhiên mình quay đầu bỏ chạy nghe nó, thứ nhất là nó không đảm bảo an toàn cho mình, thứ hai là gây không an toàn cho người khác. Mà quan trọng bên nhất bây giờ ấy là bây giờ các bạn tính mạng các bạn không cần thì thôi mình cũng không còn gì để nói. À, đi các bạn sai thì công an bắt là bình thường, điều đương nhiên không thể tránh được. Chạy làm gì phải gây nguy hiểm cho người khác. Khuyên các bạn nào hoặc có cái tâm lý là muốn trốn công an hay thông chốt hay các thứ thì thôi bỏ đi, bỏ đi mà làm người các bạn ạ. Để phát ở chân. Tạt cái gì ông đi, ông đâm vào chân tôi, ông lại bảo là tạt ra. Đi gì, tao đang đi song song nên mới tạt ra, không vào chân mà. Ông phâm mà ông. Mẹ tôi đi, tôi có cam, tôi nhìn thấy tôi không thể tạt được. Mày mày. Ông chửi cái gì? Bố mày chửi mày đó. À. Hả? À. Tôi đi, ông định làm sao? Hả? À. Ông định làm sao? Chạm vào ông chưa? Sao? Bỏ ra. Mày đi mày ăn mày xe bố mày vào đây nhá. Ông đi mày ông đập sao? Đẩy vào người tôi, vào chân tôi mà, ông đâm vào chân tôi cơ mà. Đâm nhá, tao nói mày này, bịt mẹ mày đi vừa điện thoại. Nào điện thoại đâu? Điện thoại đâu? Cái điện thoại đây này. Ông đừng có động phá đồ tôi. Bây giờ vừa gặp một cái trường hợp say rượu các bạn ạ. Say rượu đi ngoài đường ấy, xong bắt đầu cà khịa. Đi hút vào chân mình xong bắt đầu nhảy xuống cà khịa mình. Đấy. Thực ra là lúc đấy là mình cũng không muốn to tiếng gì với ông ấy đâu. Thế nhưng mà ông ấy cứ thích lằng nhằng với mình. Nói chung là những cái đoạn đấy thì mình không muốn cho lên video. Các bạn thông cảm nhé. Ở ngoài đường ấy các bạn ạ. Nếu mà đi đường mình đúng thì mình chả sợ gì đâu. Quan trọng là người ta sai là người ta phải ấy thôi. Người đi đường người ta biết thừa rằng là ông này là ông đang say rượu, ông đi ông cứ lượn lách ở ngoài đường ấy. Nên là các cô với cả các chú ở đường ấy cứ bảo thôi đi cháu bỏ qua đi. Nên là thôi mình không đôi co nữa, mình cho ông ấy đi. Các bạn nhìn ở trên đấy là các bạn thấy là mặt ông ấy đỏ tướng vừng như rồi. Ông ấy rượu uống rượu mà các bạn. Nói chung là những người như thế thì mình không muốn dây vào họ làm gì. Cho nó rách việc ra. Mình còn nhiều công việc. Ok, lại tiếp tục thôi nhá. Đi mãi thì chả thấy lổ rồi các bạn ạ. Đội mũ vào em ơi. Đội mũ khách, đội mũ vào. Khách rồi. Đấy, khách hàng mình đưa mũ cho nhưng mà người nhiều khi họ không đội mũ đâu. Họ không đội mũ vào đấy, lúc công an họ bắt thì là mình chịu. Chán lắm, nhiều khi khách hàng họ không hiểu là họ cũng nghĩ là đội vào thì bẩn đầu với thế này nọ.
nên là họ không chịu đội mũ, mà trong khi đấy nếu mà công an mà bắt vào thì tài xế là 100% là tài xế phải chịu. Đó, các bạn biết không? Quái bằng thế đấy. Chấp nhận là các bạn xác định là các bạn đi xe ôm thì các bạn chấp nhận là phải đội mũ bảo hiểm. Không thể bảo là đi xe ôm xong mà các bạn thấy mũ bẩn là các bạn không đội. Thực ra là mũ bọn mình cũng vệ sinh liên tục vậy. Thế nhưng mà không thể, nói chung là cũng không thể bảo là mũ 100% là mũ bảo hiểm sạch được. Sạch như mới thì không bao giờ có đâu các bạn ạ. Vệ sinh hàng ngày thôi, nó sạch sẽ, không có mùi khó chịu. Nên là khách hàng là cứ yên tâm vào đội thôi. Không thể này 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 khác là gì cho nó không bền. Chắc là con em giờ này mình đi về thôi. Mình là cứ tưởng là chiều nay là đi là có khách hay chạy tí, nhưng mà thôi đi về. Thôi video này đủ dài rồi các bạn ạ. Thôi tạm dừng nhé các bạn nhé. Hẹn các bạn trong video sau. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Một đăng ký kênh và một nút like video. Nếu mà các bạn quan tâm đến nội dung của mình ấy, thì bạn có thể chia sẻ nội dung của mình cho người khác xem. Ok, cảm ơn các bạn. Nhớ để lại nhá cho mình một đăng ký nhá. Bye. Hẹn gặp lại các bạn.